Cả nhà mình hay hỏi là sưu tầm hoa lan rừng dòng nào đẹp, thì cả nhà mình có thể tham khảo ở bên em ha. Bên vườn Lan Trọng thì bên em lên rất là đa dạng cả nhà, từ chuỗi ngọc nè, đa số đều là những cái giò hay là hoa lan thuần khỏe như thế này, nghinh xuân nữa đấy, nghinh xuân rừng cả ha, hay còn được gọi là ngọc điểm nè, đai châu nè, mà nó mới mới phát hiện là nó đang có nhú nụ nữa cả nhà, nên cái này có thể là anh chị nhà mình có thể mình sưu tầm mình chơi được Tết Dương nè, Tết Tây á cả nhà. Còn có kiều tím yên tử, hoàng yến, một trong những cái dòng hoa nở cả tháng cả nha ha. Hoàng yến hoa lại nở sớm nữa cả nha. Phiên hôm nay nhiều mẻ lắm, cả nhà mình cứ theo dõi đi, lại có nhiều mẻ mà giá đẹp kiều tím nữa cả nha. Rồi đầu tiên sẽ là một cái mã hàng quá là đẹp luôn cả nhà ơi, tươi tắn ghê chưa. Cái này là hồ điệp nha cả nhà ơi, mã X1 nè, mã đầu tiên đang có nụ như thế này, cả nhà mình lưu ý ha, đang có nụ thì cả nhà mình cũng nhận biết được mặt hoa luôn rồi. Rồi mã X1 này hồ điệp rừng, giá sẽ là 90.000 một chậu. Trời ơi, Ít mới một vô là đã 90 có một ngàn cái một mã chậu. giá ưu đãi cho cả nhà mình rồi ha. 90.000 một chậu, cây đã thuần khỏe cả nhà ha. Chăm càng lâu thì cây nó sẽ càng phát và càng to và nhiều vòi hoa hơn nữa nha. Rồi X2 nè, X2 cái này là vũ nữ sô cô la. Một cái dòng vũ nữ, cái hoa nó màu tím tím trắng trắng như thế này và hương thơm nhẹ nhàng như cái mùi sô cô la cả nhà, có hương thơm nha. Anh chị nhà mình sưu tầm dòng này đi. Rồi cái mã X2 này giá 280 ngàn, đang có vòi hoa mà vòi hoa phân nhánh nữa này cả nhà, 1 2 X2 3 4 5 nè. 280 ngàn. Bên này cũng đang có vòi hoa nữa luôn. 280 cả nhà mình ơi, sưu tầm trải nghiệm cái dòng đây đi. Cả nhà mình chăm nè. Đó, hết hoa thì bắt đầu mầm tơ, mầm gốc nó cũng lên rồi nè. Nó lại tiếp tục được cho một cái giò nó sẽ sum suê hơn cả nhà hả, mầm gốc đang lên nè, đẹp ha. Rồi giá 280 nha cả nhà, 280 vũ nữ sô cô la. Rồi cái này là tam bảo sắc mã X3 nè, tam bảo sắc, đây là những cái khúc nguyên bản á cả nha. Đó, em cứ về là em thả vô trong chậu như vậy thôi thì nó theo cái kiểu như là đẹp tự nhiên á. Đây nè, lên trên keo đây nữa nhìn hay hay ha. Rồi cái mã X3 này tam bảo sắc, những cái khúc nguyên bản ghép vô nha cả nha. Rồi 150, giá 150 ngàn một chậu. X3 150 Nói ngàn. những mã như thế này mỗi mã chỉ có một thôi, nên là anh chị nhà mình mà yêu thích cái mã nào thì cả nhà mình cứ nhắn cho em ngay nha. Rồi X4 nè, tam bảo sắc em đang có chậu như thế này, cây nè, riêng cái dòng này rễ gió cả nhà ơi mình ơi, dễ chăm sóc lắm. Còn những cái lá chân như thế này em đều phải lưu ý, em đều phải nhắc nhở cho cả nhà mình, những cái lá chân hàng rừng đó, nó có những cái lá như thế này là bình thường nha. Nó mình chăm sóc cây nè, căng lá rồi như thế này khỏe rồi, những cây như thế này thì qua năm đều có thể cho hoa rồi đó cả nhà. Rồi X4 giá 160, trăm Ít sáu chục bốn ngàn một trăm chậu sáu mươi ngàn. đó, nhỏ nhỏ xinh xinh và cực kỳ nhiều mức giá. Bây giờ cả nhà mình muốn chậu hả, 200 300 400 500 500 đều có, nên là cả nhà mình cứ yên tâm tham khảo ha. Đây nè, vừa rồi mùa trước là cũng đã có cho hoa rồi cả nhà ha. Rồi mã X5 nè, tam bảo sắc, chậu này thì size size to hơn ha, cũng ghép theo kiểu tròn đều này cả nhà ơi, ghép theo kiểu tròn đều nè. Đó, những cái lá chân thế này đều phải dặn cho cả nhà mình, tại vì nhiều anh chị mình mới chơi nên anh chị nào mình biết rồi thì không nói nha. Đó là cả nhà mình biết, mình tìm hiểu về dòng lan rừng thì cả nhà mình biết rồi thì không nói, nhiều anh chị mới chơi thì em cũng phải tư vấn cho kỹ. Rồi X5 này, cái này là tam bảo sắc, mẻ này giá 230 ngàn. X5 230 ngàn. Đó, 230 ngàn một cái chậu tròn xòe như thế này cả nhà ơi, giá 230. Mà tam bảo sắc á, một cái dòng này thì nó hương thơm. Dòng này hương thơm nghe cả nhà, hoa vàng nè, lưỡi tím nè, hoa thơm, mà cái mức giá nó thì lại là mức giá rẻ, mức giá tầm tầm trung á cả nhà. Nên là hầu như anh chị nào nhà vườn nhà mình mà sưu tầm thì đều phải có là tam bảo sắc cả nhà ơi. Nó sẽ nở từ tháng 3 cả nhà nha. Rồi tiếp theo mã này là X6. X6 em đang có tam bảo sắc một cái chậu như thế này cả nhà ơi. Ghép trên một cái chậu xòe ha. Đó, xòe không thấy chậu luôn nè. Đó, cái này thì anh chị nhà mình treo lên cũng được, còn không á, đến cái mùa hoa cả nhà ơi, nó riêng cái dòng tam bảo sắc thì nó rất sai hoa, dễ hoa. Không, đến khi có hoa chỉ cần đặt lên trên bàn nó được một cái chậu tròn xinh như thế này quá là đã. Mà hương thơm của tam bảo sắc thì phải nói là quá ok luôn rồi. Rồi mã này 600 ngàn nha cả nhà ơi, tam bảo sắc nè. Đó, X6 cái này thì 600. mùa này thì cả nhà mình về cứ chăm thêm nước non thôi ha. Cây đi rễ rất là khỏe luôn rồi. 600 ngàn một chậu. Đẹp cả nhà ơi. Rồi tiếp theo cái này là X7. X7. X7 nè cả nhà, đây cũng là tam bảo sắc luôn. Tam bảo sắc này thì ghép trên một cái đế gỗ nha cả nhà. Đế gỗ như thế này, cả nhà mình treo cũng được, hay là cả nhà mình cũng có thể mình để lên trên chỗ cái đôn á cả nhà ha. Rồi, cái giò này thì ghép trên cục gỗ nè,
trên một cái đế gỗ tròn này cả nhà, đó xoay nằm ngang cho cả nhà mình thấy nè, đó treo ngang hay là cả nhà mình đứng thì cũng nhìn thấy được phong cây ha. Còn riêng về tam bảo sắc cả nhà ơi, những cái dòng rễ gió như thế này cả nhà mình cứ dễ chăm sóc thôi, rễ như thế này thì rất là khỏe cả nhà. Và em đứng xa ha, em đứng xa thì cả nhà mình xem được hết phong cây nè, so với nửa người của em đi nha. Rồi cái mã X7 này giá 890 ngàn cả nhà. Và những cái cục như thế này thì đều toàn bộ là cứ phí ship 40 ngàn một thùng như giúp em nha. Nó ghép gỗ nó to mà đóng thùng xốp thùng to nặng, phí ship cao. Phần thiếu, phần còn lại em hỗ trợ với cả nhà mình. Đó, cả nhà mình cứ mua thì cứ 40 ngàn một thùng. Còn những mã nào gộp đơn được thì em cứ gộp thùng thôi ha. Rồi tiếp theo, mã X8 nè. X8, trời ơi, đây cũng là một cái chậu tam bảo sắc tròn xòe này cả nhà ơi. Đẹp ha. Đó, tròn xòe nè. Đẹp quá, những cái farm cây này là đều là những farm cây trưởng thành đó cả nhà ơi. 420 nha, X8 420 một cái chậu như thế này. Trời ơi quá là đẻ, cả nhà xem nè. Đó, những cái lá chân cả nhà mình xem nè. Đó, nó những cái lá chân như thế này. Cây mình chăm sóc nè, nước non đầy đủ, căng lá và đang đi ngọn bóng mượt. Và những cái lá chân này cả nhà mình không cần cắt đi đâu, cứ để im như vậy. Sau cả nhà mình chăm càng lâu thì nó cũng sẽ căng nước, nó hồi cây nó căng nước, nó sẽ còn đẹp nữa, nên mình cứ để đó đi. Đừng có vặt, ngay cả em cũng vậy, em thấy xấu em cũng đâu có vặt. Cứ để im nó, nguyên lý của nó là như vậy á cả nhà. Rồi tiếp theo, cái này là X9 kiều vuông lọc bắc cả nhà ơi. Trời ơi, những cái giò như thế này mà lên cho cả nhà, mà gửi tới cho cả nhà mình ưng ý thì phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Kiều vuông lọc bắc chậu như thế này giá 170 ngàn một chậu. X9 170 ngàn một chậu. Em đang có hai chậu. Trời ơi, cây nói chung là một bụi như thế này cả nhà ơi, sưu tầm đi. Kiều vuông lọc bắc ha. Những cái dòng này là kiều vuông lọc bắc, dòng của bên Đà Lạt á cả nhà. Hoa nở sớm cả nhà ơi, hoa nở sớm ha. 170 ngàn một chậu. Sưu tầm đi cả nhà ơi, quá là đẻ luôn. Thì hôm nay nhiều mã đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi tiếp theo X10 nè, kiều vuông thì những cái giò này thì đều là những cái giò trồng thuần lâu năm cả nhà xem bộ rễ nè. Nó anh chị nhà mình muốn về mà để cho to hơn hay sang chậu hơn cứ chỉ cần đặt vào một cái chậu lớn, thêm giá thể vỏ thông đồ là đẹp. Đó cả nhà. Những cái chậu như thế này cả nhà mình làm hoa tốt em phải nói là rất là đạt luôn. Tại vì sao? Cây đã thân khỏe nè, thân dài nè. Thân dài này cả nhà xem, lớp lụa này bên vườn trồng ăn nắng như thế này rất là đanh cây. Mà cả nhà mình xem nó càng xòe, cái form nó càng xòe, nó thông những chuỗi hoa xuống nữa. Như vậy có đẹp không cả nhà? Và rồi X10 mã này giá 600 ngàn, kiều vuông cả nhà. Cây thuần khỏe nha. Anh đây là một cái sự lựa chọn để cho cả nhà mình có muốn làm hoa cũng rất là đẻ luôn. Đây là một cái chậu, chậu này thì là size nhỏ cả nhà ơi, kiều vuông ha, hoa nở tại vườn nè. Chỉ cần có 1 2 4 cái vòi hoa thôi. 4 vòi hoa thôi là cả nhà mình đã thấy nó rất rất là đẹp rồi. Kiều vuông thì nó cũng dễ hoa, dễ làm hoa nữa. Và thứ hai nữa, hương thơm cũng nhẹ nhàng cả nhà. Rồi tiếp theo X11. Trời ơi, cái giò này quá tiềm năng cả nhà ơi. Giò này quá là tiềm năng ha. Cái giò này toàn bộ đều là những thân cao này cả nhà. Đó, đều là những thân cao và bộ rễ cả nhà xem như thế này nè. Như thế này thì cây cũng sẽ cho hoa rất là đẹp nha. X11 mã này giá 850 ngàn cả nhà ơi. Đó, xoay ngang cho cả nhà mình xem nè. Độ cao của nó nè, thân nó cao này cả nhà. Thân càng cao thì nó cũng sẽ càng cho những cái vòi hoa đẹp cả nhà ha. Trời ơi, rất là đẻ luôn cả nhà ơi. Đẹp lắm. Càng nhiều thân thì sẽ cho càng cho nhiều vòi hoa nha. Rồi tiếp theo, cái này là năm cánh trắng Phú Thọ nè, mã X12. X12 cái hàng này thì là hàng của vườn em, nói chung là em cũng có cái đợt hoa đột biến vừa rồi thì mình cũng có sưu tầm rất là nhiều. Đó, thì bây giờ giá thành nó rẻ rồi thì cả nhà mình cũng có thể sưu tầm được năm cánh trắng Phú Thọ với cái giá chậu đẹp như thế này, với cái giá cũng rất là rẻ rẻ cả nhà. Rồi mã này X12 giá 400 ngàn. 400 ngàn một chậu cả nhà xem nè. 400. Đảm bảo chuẩn cây chuẩn mã, cả nhà mình sưu tầm tại vườn thì yên tâm, những cây này là đều là kỳ. Đó, đều là các khúc ươm kỳ mà tự bên vườn em làm, tự tay với chúng em làm thôi, nên là cả nhà mình yên tâm trải nghiệm. Rồi về khom cây này cả nhà. Cái giò như thế này mà cho hoa rất là đã ha. Rồi X12 giá 400 ngàn. Đó, cả nhà mình cứ yêu thích cái mã nào cứ nhắn cho em nha. Rồi, để chị lên cái mã này nữa đã. Rồi, tiếp theo X13 nè. X13 vẫn là năm cánh trắng Phú Thọ. Chậu nè, cây thuần khỏe nè, giá thể nè, phân bón nè, combo phân hữu cơ bên em nè. Đó, anh chị nhà mình sưu tầm lan mà cả nhà mình muốn trải nghiệm phân mà bên vườn em dùng quanh năm, cả nhà mình có thể nhắn lấy kèm theo combo phân ha, trải nghiệm thử ha. Rồi đây nè, mã X13 năm cánh trắng Phú Thọ giá 470. Cả nhà xem, rất là khỏe. Và cả nhà mình xem nè, đây nè, sau này thì nó sẽ tự xuống lá và hết hoa. Cả nhà xem cái giò như thế này, form như thế này cho hoa có đủ độ đẹp chưa ạ? Nó vươn ra, nó cong, nói chung là rất
là nghệ thuật ha. Rồi mã X13 giá 470. Còn mặt hoa thì cả nhà mình yên tâm, chuẩn cây chuẩn giống đây nè. Em cho cả nhà mình xem năm cánh trắng Phú Thọ. Cái này vừa rồi thì em bán hàng kỳ nhưng mà em lại hết kỳ rồi. Thì bây giờ em chỉ có những cây trưởng thành như thế này. Đó, chuẩn cây luôn, Phú Thọ bên vườn em nè. À, lúc đó là đang có hoa, là sẵn hoa cho cả nhà mình luôn. Bây giờ là cây trưởng thành rất là đẹp cả nhà ơi. Trời ơi, em nói thật, hồi trước mà sưu tầm được những chậu như thế này rất là nhiều tiền. Và ngay cả bản thân em cũng đã trải qua. Em đi mua những cái giò như thế này rất là nhiều tiền cả nha. Nhưng mà bây giờ thì nó là một sự trải nghiệm thôi. Thật sự bây giờ là một sự trải nghiệm. Và anh chị nhà mình mà yêu thích cái dòng năm cánh trắng Phú Thọ, cả nhà mình cũng có thể sưu tầm được một chậu như thế này. X14 giá 600 ngàn. Giá rất là đẹp, thật sự luôn. Đó, giá này rất là đẹp cả nha. Cây đẹp mà nó giá cũng rất là đẹp, form cây thuần khỏe nè. Rồi, giá 600 ngàn. Còn bây giờ mà cả nhà mình có chăm Phú Thọ hay là Nghinh Xuân hay là Sơn Thủy Tiên thì bên vườn em đều chăm như nhau. Nên là về mà cả nhà mình có muốn chăm sóc thì cực kỳ dễ, em nói thật luôn á. Bên vườn thì chăm sóc hữu cơ thôi, cây thuần khỏe mà. Rồi, tiếp theo, X15 em đang có một cái thớt Sơn Thủy Tiên như thế này, ghép trên cái thớt gỗ này cả nha. Đây nè, thân của nó nè, rất là nhiều thân ha. Cây đã thuần khỏe trên một cái thớt như thế này. Cái mẻ này giá là chỉ có 580 cả nhà ơi, 580 nghe. X15 580 nghe. Sơn Thủy Tiên hoa vàng, cánh xếp và hoa thơm nha. Nó ghép trên một cái thớt gỗ như thế này thì vận chuyển đi xa nó nặng cả nha. Phí ship phải 70-80 nghe. Phần phí hỗ trợ nên là cả nhà mình cứ lấy sưu tầm 40 ngàn tiền ship thôi. Vậy tính vậy cho nó dễ cả nha. Chứ nếu mà để đợi ship xem thử tính bao nhiêu rồi cả nhà mình trả phí ship nữa thì nó hơi lằng ngoằng á. Nên là cứ chốt lại phí ship như vậy. Phần còn lại em hỗ trợ. Rồi X16 nè. X16 nè cả nhà ơi, Sơn Thủy Tiên. Cái giò này rất là hay nha. Cái này thì cả nhà mình treo cũng được. Còn không á thì nó ghép trên một cái đế đôn, cái kiểu như là như một cái bình hoa ha. Đó, đế bằng như thế này cả nhà mình đặt cũng được. Để lên trên đôn, để lên trên bàn đá đều ok hết nha. Rồi, X16 giá 1.300.000. X16 1.300.000. Đây nè, một cái giò này ghép gỗ thì rất là nặng. Và lưu ý, khi có hoa cả nhà mình ơi, đem lên để trên bàn đi, mình trải nghiệm. Và trên một cái đế bằng cao như thế này thì nó thòng hoa xuống, nó chỉ hoa và thòng hoa xuống rất là đẹp nha. Những cái mắt hoa này cả nhà xem nè, cây rồi khỏe như thế này nè. Nhìn cây cực kỳ tiềm năng, rất là đanh cây nha. Rồi, giá 1.300.000, nặng. Ghép gỗ được cái nó hơi nặng một chút, nên là cả nhà mình có thể mình để lên trên đôn, mình để lên đôn xi măng hay là đôn gì á cả nhà, Sơn Thủy Tiên ha. Rồi tiếp theo, cái này là cẩm báo cả nhà ơi, cái này là cẩm báo nha. Rồi X17 em đang có chậu cẩm báo như thế này. Đẹp ha. Rồi X17 mẹ cẩm báo này giá 540, 540. X17 540 ngàn. Đó, cẩm báo nè. Những cái dòng này hàng lá này cả nhà xem nè, đang đi lá rất là ok nha. Và em cũng sẽ cân nhắc cho cả nhà mình biết trước là những cái lá như thế này. Tại vì thật sự là em cũng phải tư vấn. Và cũng có nhiều trường hợp, có nhiều anh chị mới chơi đến khi nhận hàng kêu em ơi sao lá nó thế này, thì buộc em cũng phải tư vấn lại một lần. Nên là khi em đã quay video là em phải báo kỹ tình trạng cây cho cả nhà mình biết, đúng không ạ? Đây nè, lá hàng rừng về nè. Đó, mình chăm sóc qua thời gian mình chăm sóc cây, bắt đầu là căng lá và mướt mát như thế này cả nhà ha. Đó, phải cho cả nhà mình thấy những cái lá như thế này là cả nhà mình sẽ hiểu ha. Rồi giá 540 cẩm béo. Đó là không thể tránh khỏi. Bây giờ có muốn đẹp thì em cắt cũng được, nhưng mà không, nó sẽ làm cho cái cây nó bị cục ngủng. Và thứ hai nữa là cắt cũng chẳng làm gì được, nó vẫn đang nuôi cây. Và khi cả nhà mình chăm nước non đầy đủ, nó vẫn sẽ căng nước, nó vẫn sẽ đẹp lên cả nhà. Rồi X18 nè. X18 em đang có chậu này, cẩm báo ha. Cũng là cẩm báo luôn. Ôi, cẩm báo hoa đốm đốm da báo xinh lắm cả nhà ha. Rồi X18 giá 650 ngàn. X18 650 nha. X18 650 ngàn. Nên là anh chị nhà mình sưu tầm, cả nhà mình có thể trải nghiệm nè. Dòng rễ gió như thế này thì cả nhà mình dễ chăm sóc nè. Và cẩm báo hoa bền nha. Đây nè, hoa nở tại vườn này cả nhà. Cái hoa nó sẽ là theo kiểu là nó cứ đốm đốm da báo. Rồi hoa nở bền, hoa nở phải 20 cho tới 30 ngày. Đó cả nhà, nó lên vòi hoa. Và chưa đâu nha, đây chỉ mới là một vòi hoa. Một giò nó mà càng nhiều cây nó sẽ càng nhiều vòi hoa, và hoa nó hướng lên trên trời. Nên là những chậu như thế này đến khi có hoa cả nhà mình có thể mình trưng bày bất kỳ chỗ nào mình yêu thích ha. Rồi X19 nè, em đang có một cái thớt hạt vĩ. Trời ơi cả nhà ơi, đẹp ha, nhìn rất là đẹp luôn, hạt vĩ. Rồi mã X19, mã này 200 ngàn một cái thớt hạt vĩ cả nhà ơi, nhiều thân nè. Đó, nhiều thân. X19 200.
Và riêng hạt vĩ là mùa này cây bắt đầu chuẩn bị xuống lá và cho hoa nha cả nhà ơi. Lưu ý về hạt vĩ nha, chuẩn bị nè, có những thân như thế này là nó đã thắt đọt rồi nè cả nhà, thì bắt đầu vào giai đoạn là nó xuống lá, nên là cả nhà mình nhận hàng nó có một vài lá vàng thì cả nhà mình cứ vui vẻ vặt đi nha, không vấn đề gì hết. Rồi x20 nè, x20 rồi bản hạt vĩ này giá là 140. X20 giá 140 cả nhà ơi, 140, trời ơi một bản như thế này cả nhà ơi, gộp đơn đi, thật sự luôn như hạt vĩ cả nhà mình có thể lấy 2 bản được, cũng có thể 3 bản, nói chung cứ yêu thích cái mã nào cả nhà mình cứ nhắn qua cho em đi, em gộp được một thùng thì em gộp cho cả nhà ha, còn đi 2 thùng thì nó phải đi 2 thùng thôi, nó như cái này thì nó phải đi một mình để đảm bảo cái độ đẹp và tới tay khách an toàn đó. Rồi x21 nè, một cái bản hạt vĩ như thế này, trời ơi anh chị nào nhà mình yêu thích cái sự gọi là tùm ấy cả nha. Đây đó, mùa này bắt đầu cây nó sẽ lác đác, nó vàng dần này, nó xuống lá nha cả nhà, cứ vặt đi nha, không vấn đề gì hết nha. Rồi một cái thớt hạt vĩ như thế này giá 550, mã x21, trời ơi cả nhà ơi, rất là nhiều thân, rất là nhiều thân cả nhà ơi, giá 550 nha cả nhà mình sưu tầm đi. Hạt vĩ cực kỳ sai hoa, nếu mà anh chị mà đã có những cái dòng này thì cả nhà mình có thể tìm hiểu, mình cũng biết là hạt vĩ sai hoa, nó tự xuống lá và cho hoa luôn cả nhà ha. Rồi mã x22 này, em đang có một cái giò chuỗi ngọc ghép gỗ như thế này, form gọn rất là đơn giản ha, chuỗi ngọc cho hoa lại xinh nữa. Rồi x22 giá là 320.000, 320 cả nhà ha. X22 320 ngàn. Chuỗi ngọc thì hoa cũng rất là xinh, và chuỗi ngọc hoa nó sẽ nở từ giữa tháng 2 đến tháng 3 trở đi cả nhà ha. Rồi X23, cái này là kim điệp xuân. Kim điệp xuân em đang có một khúc ghép gỗ như thế này. Đây nè, những cái thân này cả nhà, cao khỏe ha. Những cái thân này đều là những thân sẽ cho hoa, còn những cái thân đây là thân mùa vừa rồi, nó đang nuôi mầm, đang nuôi những thân này, và những thân còn mắc hoa nó vẫn sẽ cho hoa, nên đôi khi mình thấy nó không được đẹp mắt, nhưng mà cứ để cả nhà ơi, nó còn mắc hoa là vẫn sẽ cho hoa nha. Rồi X23 giá 240 một khúc như thế này. X23 240 ngàn. Ví dụ như khúc này là cả nhà mình gộp đơn được nè, đó, nên cả nhà mình yêu thích cái mẻ nào cả nhà mình cứ nhắn cho em. Rồi tiếp theo, trời ơi cả nhà ơi, quá là đẻ luôn. Trời ơi cả nhà nhìn nè, coi mầm gốc nó đang lên nè. Đó, cả nhà xem mầm gốc đang lên không? Em lên em lựa được mấy cái chậu này đang lên mầm gốc rất là khỏe cả nhà ơi ha. Kiều tím thì nó lại sẽ nở muộn hơn các dòng, nên là mùa này nó đang còn lên mầm gốc. Cái đây là kiều tím yên tử gieo hạt cho bên vườn em làm, và riêng cái dòng kiều tím yên tử là một cái dòng hoa tím đậm đẹp rất đáng được sưu tầm. Vườn em thì làm cả nhà ơi, đáng trải nghiệm lắm. Rồi cái mã kiều tím yên tử này, mã X24, giá sẽ là 420.000 một chậu. Một chậu 420 cả nhà ơi, đang có mầm gốc như thế này. Ít chậu có mầm gốc lắm, ít chậu có lắm, nhưng mà bây giờ nó đang lên đẹp là em cũng đem lên em cho cả nhà mình cùng sưu tầm, cả nhà mình trải nghiệm. Đó, mình chăm từ lúc mầm gốc nó lên. Và cả nhà mình chưa đâu, những cái mầm gốc đó nó lên cao nữa thì cái chậu nó sẽ còn xum xuê nữa cả nhà ha. Đây còn kiều tím yên tử là cây nở hoa bên vườn rồi nè cả nhà. Cây nở hoa bên vườn nè, mặt hoa màu hoa tím đậm đẹp nè. Đó, đây là cũng bên vườn nè. Đó, trọng MBS có bản quyền hết, nên là cả nhà mình yên tâm mình sưu tầm ha. Hoa tím đậm đẹp rất đáng để sưu tầm cả nhà. Mà em nhìn cái lực mầm nó quá là đã luôn. Đó, bây giờ cả nhà mình về chăm sóc từ cái lúc mà mầm. Cái này thì mầm nó sẽ để nó đã lớn rồi nè cả nhà. Đây nè, đây là những mầm tơ mà cả nhà xem nó đã cao chưa, nó sẽ còn cao hơn nữa ha. Mầm tơ nè, bên đây mầm xòe đều luôn cả nhà ơi. Rồi mà X25, anh chị nào mình muốn sưu tầm để làm một cái giò tác phẩm. Đây nè cả nhà ơi, mã này X25 giá 1.200.000. Đẹp về form của nó thì phải nói là miễn bàn luôn cả nhà. Đây, cả nhà mình so về cái độ xòe của nó với vai của em cho nó dễ ha. Rồi giá 1.200.000, cực kỳ giá trị cả nhà. Trải nghiệm cái dòng này đi, hiếm khi nào mà có những cái dòng mà hoa kiều tím yên tử, hoa kiều tím mà hoa đậm đẹp như thế này. Đó, kiều tím yên tử. Mùa này, cái này mà cả nhà mình đi sưu tầm mà cái cây mà của nó thì giá trị nó cũng sẽ rất là cao rồi đó cả nha. Rồi X26 cũng là kiều tím yên tử, cái chậu này cũng rất là xòe, phong cây cao và đanh cây cả nha ơi, phong cây rất là cao và đanh cây ha. Đây là mầm tơ nè, mầm tơ cả nhà xem nè, nó đẻ đang đi lớn như thế này và nó còn sẽ cao hơn nữa cả nha ha. Đây là mầm tơ nè. Wow, quá là đã, cái chậu này đẹp lắm cả nhà ơi, đẹp ha, phong cây rất là đã. Rồi mà X26 giá 1.300.000, 1.300.000. X26 1.300. Thật sự luôn cả nhà, sưu tầm cái dòng này đi anh chị mình trải nghiệm. Nói chung là nó sẽ có nhiều cái mức giá, đó từ cái giá 400 mấy cho tới hơn triệu thì anh chị nằm nhà mình tùy theo cái nhu cầu kinh tế hoặc là cái sự trải nghiệm cả nhà mình có thể mình có nhiều sự lựa chọn đúng không cả nhà. Rồi tiếp theo X27, cái này là hoàng yến.
Hoàng Yến ha. Hoàng Yến một dòng rễ gió cực kỳ khỏe. Về bên em Hoàng Yến thì thời tiết không năm ngoái nó cũng nóng như thế này mà lại nở vào dịp Tết rất là đẻ luôn cả nhà ơi. Rất là đẻ ha. Hoàng Yến năm ngoái nở Tết thì em đi bán chợ hoa ấy cả nhà, nhớ in luôn. Rồi X27 nè, Hoàng Yến chậu như thế này giá 320.000 một chậu cả nhà ơi. 320.000. Trời ơi, anh chị nhà mình sưu tầm cái dòng này đi, hoặc là mình lấy hai chậu rất là đều nhau như thế này. Hoàng Yến hoa rất là xinh. Hoa nó kiểu như là hoa chùm á cả nhà. Nó sẽ cho hoa ở trên cái phần nách lá. Đây. Cái màu hoa tím nhìn như vậy thôi nó rất là nhẹ nhàng. Đó, hoa tím này cả nhà nó bung hoa lên nó giống như là những cái cục bông gòn á cả nhà. Xinh ha. Và mỗi thân nó sẽ cho hoa từ cái nách lá nó sẽ cho 1 2 thậm chí là 3 là bình thường cả nhà ha. Nên thành ra như vậy là khi bung hoa lên nó sẽ cho được một cái giò to á. Rồi, tiếp theo cái này là kiều tím ha. Kiều tím nè, mã X28, em đang có một cái giò kiều tím ghép gỗ như thế này, giá 740 cả nhà, 740. Đây nè, thân tơ cũng đang lên cả nhà xem nè. Thân tơ đang lên rất là khỏe ha, lên rất là khỏe, phong cây nói chung là thuần trên cục gỗ á cả nhà. Rồi X28 740, ghép trên một cái cục gỗ kiểu như là hình tam giác hả? Đẹp cả nha, giá 740, ghép gỗ nặng cả nha. Nên là những cái giò này phải đóng thùng xốp to và nặng thì cái phí ship thiếu thì em hỗ trợ. Nên là cả nhà mình cứ vui vẻ cả nhà mình lựa chọn những cái mã yêu thích ha. Rồi X29 nè. X29 kiều tím cả nhà ơi, cái giò này thì nó ghép theo kiểu tròn đều. Đây, kiều tím ghép theo kiểu tròn đều và cả nhà mình so với người cho nó dễ nha. Cái giò này hơi nặng một chút xíu. Nè nha ơi, mầm gốc nè, mầm gốc đang lên nè, đây, mầm gốc đang lên nè. Bên đây là mầm cũng đang nhú lên nữa nè cả nhà. Đó, mầm gốc vẫn đang còn lên cả nhà ơi, một cái giò tròn xinh như thế này. Trên đây thì mầm đã lên nhiều rồi, ở trên phía đầu đây nè cả nhà, lên nhiều rồi ha. Một cái giò tròn nè, và xanh như thế này. Rồi X29, giá sẽ là 1.550.000. 1.550 cả nhà ha. X29 1.550.000. Đẹp, đó, nhưng nó ghép trên một cái cục gỗ thì cái đế băng nha cả nhà, cái đế băng, cái đó nói chung là em cũng sẽ báo cho cả nhà mình trước, đế băng treo cũng được mà cả nhà mình có muốn để bàn đá, cả nhà mình có muốn để lên trên đôn đều ok hết nha cả nhà. Không khó, không khó để mình tìm chỗ để mình để mình chân nó. Rồi X30, đây là một cái chậu kiều tím này cả nhà ơi, cây trồng thuần khỏe. Đây này cả nhà, cái giá trị của những cái giò thuần khỏe là như vậy nè. Cây vừa cây nè, cây phâm cây dài khỏe đúng không? Thì mầm gốc nó lên cũng rất là dài, đây là chưa xòe lá ha. Nó sẽ còn dài nữa cả nhà. Đây nè, mầm gốc lên cực kỳ đẹp đúng không? Ha, những cái mầm tơ này nó mới lên nữa thì cái giò nó sẽ còn xanh và đẹp hơn nữa cả nhà. Xem nè, mầm tơ lên thân cao đã chưa? Rồi, X30 giá 850.000. Đây cả nhà ơi, cầm xe thì nó to như nửa người của em như thế này và xòe. Kiều tím lá dày đẹp ha. Rồi X30 giá 850 cả nhà ha. 850.000, nhìn rất là đanh cây. Trời ơi cả nhà xem nè. Những cây này đều là những cây sẽ cho hoa cả nhà xem nè. Nhìn mắt hoa nhìn rất là kích thích luôn ha. Nhìn rất là đẻ ha. Mắt hoa nó lồi ra nhìn rất là đẻ. Rồi giá 850 cả nhà ơi. 850.000. Rồi X31 cái này là đùi gà. Đùi gà ghép gỗ này cả nhà ơi, những cái rất là nhiều thân tơ ha, rất là nhiều thân tơ. Và những thân này đều là những thân sẽ cho hoa nha cả nhà, đều là những thân sẽ cho hoa nè. Đùi gà hoa tím đậm đẹp nha. Rồi X31 đùi gà giá 620.000 một cái giò như thế này. Giá 620. 620.000, đẹp không cả nhà, nó xòe ha. Càng xòe là càng đẹp nha cả nhà ơi, 620. Đùi gà thì ôi em lại quên lấy cả nhà, cho cả nhà mình xem cái hình đùi gà ghép trên trên cục gỗ cho cả nhà mình xem, ngắm cho nó theo form cho dễ. Em đang có một cái hình hoa đùi gà tại vườn nở trên cái chậu này cả nhà. Nó cả nhà xem, một cái chậu nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, có hoa lên là nhìn nó tươi tắn biết bao. Và riêng đùi gà này hoa tím đậm đẹp và hoa to. Và hoa to cả nhà ha. Rồi tí nữa anh chị nhà mình muốn trải nghiệm ngắm thêm hoa mà đùi gà nở trên cục gỗ, tí nữa em sẽ đăng lên trên cái bên phần bình luận á, cả nhà mình có thể ngắm thêm ha. Rồi X32 đùi gà nè, 750, đùi gà 750. Rồi rất là nhiều thân cho hoa này cả nhà, rất là nhiều thân. Và mùa này cây cối nói chung là nó đạt đến cái mức gọi là chuẩn phát triển trưởng thành rồi. Đều là những thân sẽ cho hoa trong mùa tới rồi cả nhà nha, yên tâm. Rồi X32 giá 750. Gọn trơn rồi cả nhà ha. Đây nè, cái này để sau này có hoa để bàn đi cả nhà. Đẹp, có hoa để bàn đi. Nó vừa gọn mà nó lại tiện nữa cả nhà. Rồi tiếp theo Nghinh Xuân X33 nè.
X33 rồi, mã này giá 240 nguyên xung rừng nha cả nhà ơi. Nguyên xung rừng đó, những cái lá chân như thế này thì cả nhà mình lưu ý giúp em nha. Cây nè, bắt đầu căng lá rồi như thế này rất là đáng trải nghiệm. 240 một chậu thôi cả nhà ơi, một chậu như thế này. Về phong cây nữa, em cũng báo cho cả nhà mình biết kỹ về đặc biệt về phong cây, về lá rồi ha. Giá 240. Tí nữa em đang có một cái chậu nguyên xuân, đi lựa mã lên cho cả nhà, mà cái chậu đó kiểu như là nó căng quá cả nhà. Nó căng khỏe quá, nó lại nhú lên cái vòi nụ, nên là tí nữa anh chị nhà mình muốn trải nghiệm cái dòng nguyên xuân rừng thì cả nhà mình thử đi, đang có nụ luôn đó. Rồi tiếp theo mã X34, em đang có một cái chậu nguyên xuân rừng nữa. Rồi chậu này giá sẽ là 280 ngàn. Và những cái cây như thế này đều là những cái cây có thể cho hoa rồi nha cả nhà, đều là những cây có thể cho hoa luôn rồi. Giá sẽ là 280 x 34 280 ngàn. Đó, anh chị nhà mình sưu tầm đi, nguyên xuân rừng hoa cực kỳ thơm cả nhà, hoa rất là thơm luôn. Rồi tiếp theo X35 nè, đây cái chậu nguyên xuân này, X35 phong cây này cả nhà, phong cây này nói chung là bên vườn chăm chế độ tự nhiên thôi, từ nghinh xuân cho tới chuỗi ngọc cho tới kiều tím đùi gà đều một chế độ hữu cơ, nên là cả nhà mình về trồng thuần cũng rất là dễ. Này là nó ghép trên một cái chậu gỗ nè, lên thêm một cái đế gỗ nữa, lên thêm một đế gỗ để cho nó có phong cây này cả nhà. Sau này có hoa xuống thì nó sẽ trải cái hoa xuống, nó thông cái hoa xuống nhìn rất là hay. Rồi mẹ X35 này giá sẽ là 950 ngàn. Và cái phí ship là 70 ngàn giúp em nha cả nhà. Do nó là ghép trên chậu gỗ là nó nặng nè, thêm một cái đế gỗ nữa nó hơi nặng, đóng của thùng xốp to, phần ship thiếu em hỗ trợ. Đây nè cả nhà, xem từ trên cao nè, xuống giữa rồi xuống thấp, ở dưới nó cũng xum xum, nhìn rất là hay. Và đây nữa nè cả nhà ơi, nhìn đẹp lắm. Đây nè, nó nhú cái nụ cái từ nách lá cả nhà mình thấy không? Đó, nó như cái hạt đậu thôi. Và từ cái giai đoạn này cho lúc nó ra hoa thì nó phải tầm tháng rưỡi đến 2 tháng. Có thể ha cả nhà ha. Đó, cả nhà trải nghiệm về cái dòng nghinh xuân rừng này đi. Ở dưới đây hình như còn một cây đây nữa nè cả nhà. Đây. Đây nè, cái hạt đậu ngay tay em nè. Đó, anh chị nhà mình muốn trải nghiệm cả nhà mình cứ thử ha. Chợ riêng về cái dòng nghinh xuân thì hoa rất là thơm cả nhà. Rồi mã X35 giá 950, phí ship 70 ngàn cả nhà ha. Phí ship 70 ngàn. Đó, rồi tiếp theo lên một cái mã chuỗi ngọc này cả nhà, X36 em đang có một cái giò chuỗi ngọc. Trời ơi quá là đẹp luôn cả nhà, riêng về cái độ đẹp mỹ miều của chuỗi ngọc thì không thể bàn. Thứ nhất về thân từng mắt ngọc nè, nó đã đẹp rồi nè, thân về vàng, vàng rất là đanh. Cái này là cái màu sắc của cây nha cả nhà, nó theo kiểu như vàng vàng như thế này nè, rất là đanh cây và mắt nào ra mắt nó nè. Thứ hai nữa sau này thì nó sẽ cho hoa trên từng mắt như thế này, mỗi mắt nó cho 1, 2, 3, 4 vòi hoa là bình thường. Mà cả nhà mình xem một cái giò to như thế này có phải là rực rỡ không? Bung hoa ra là phải nói là rất là rực rỡ. Rồi, cái mã chuỗi ngọc X36 giá sẽ là 2.400.000. Một cái giò này to nha cả nhà, mình án chừng với tay của em xòe ra cho nó dễ nha. 2.400.000, phí ship 100.000 nha cả nhà. Phí ship 100.000 đi. 2.400.000. Cả nhà, càng cong càng xòe ra như thế này thì đẹp lắm. Cả nhà mình treo ngay tập mắt như thế này là tha hồ mà ngắm cây luôn. Phiên hôm nay rất là nhiều mã đẹp cả nhà ơi. Sưu tầm cứ nhắn ngay mã số cho em nha. Em xin chào cả nhà ạ.